Tội tày đình. Chức nữ, ta rất nhớ nàng, nàng có biết không? Thiếp cũng rất nhớ tiếng tiêu của chàng. Làm sao để ta và nàng có thể kết tóc xe duyên được đây? Luật thiên đình khắc khe, thiếp cũng chẳng biết rồi sẽ như thế nào. Ngưu Lang, thì ra ngươi ở đây, tại sao lại không chăn trâu? Mà để trâu đi nghênh ngang vào điện Ngọc Hư, hãy mau theo ta về cho Ngọc Hoàng xứ tội. Sao? Xin Ngọc Hoàng xá tội, chúng thần đã biết tội của mình rồi. Các ngươi thật to gan. Ngưu Lang, ngươi vì say mê một tiên nữ mà bỏ bê việc chăn trâu, để trâu đi nghênh ngang vào điện Ngọc Hư. Còn chức nữ, ngươi cũng vì tư tình mà trễ nải việc dịch vải. Cả hai thật đáng tội lớn. Ta ra lệnh phạt, từ nay trở đi chia cắt hai người. Người đầu sông Ngân, kẻ cuối sông. Không, không thể thế được. Xin Ngọc Hoàng tha tội, xin người đừng chia cắt chúng thần. Nếu ta không xử phạt nghiêm minh thì còn gì gọi là luật lệ chốn thiên đình. Hơn nữa, chuyện của hai ngươi sẽ làm gương cho tất cả mọi người, không được phép vi phạm. Người đâu? Ngưu Lang, chức nữ. Ngưu Lang, chức nữ. Người đầu sông, kẻ cuối sông, biết đến bao giờ mới có thể gặp lại nhau chứ? Muôn tâu Ngọc Hoàng, kể từ ngày bị chia cắt, người đầu sông, kẻ cuối sông, tối nào chức nữ cũng ngồi bên bờ sông khóc rồi thả đèn hoa đăng xuôi dòng. Tiếng khóc nghe mới ai oán làm sao. Thật đáng thương, không ngờ giữa hai người họ có một tình yêu sâu sắc đến vậy. Nhưng hình phạt đã ra, không thể rút lại được, chỉ còn cách này. Cách gì thưa Ngọc Hoàng? Ta đa ơn cho hai người mỗi năm được gặp nhau một lần vào đêm mùng 7 tháng 7 âm lịch. Thưa Ngọc Hoàng, nếu biết tin này chắc họ mừng lắm. Nhưng thưa Ngọc Hoàng, sông Ngân trên thiên đình không có một cây cầu nào bắc qua cả. Làm sao để họ gặp được nhau chứ? Hãy cho bắc cầu Ô Thước qua sông Ngân để Ngưu Lang chức nữ được gặp nhau. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Cuối cùng thiếp đã được gặp chàng. Ta hạnh phúc quá. Đa tạ Ngọc Hoàng đã cho chúng ta gặp nhau. Kể từ đó, cứ vào đêm 7 tháng 7 âm lịch hàng năm, Ngưu Lang và chức nữ mới được gặp nhau một lần. Khi tiễn biệt nhau, Ngưu Lang và chức nữ khóc sướt mướt. Nước mắt của họ rơi xuống trần, hóa thành cơn mưa, và được người dưới trần gian đặt tên là Mưa Ngâu. Chàng say bột và mèo đốm. Ngày xưa, ngày xưa, có một bác thợ xây bột nghèo không có vợ con gì cả. Chỉ có ba cậu giúp việc ở với bác đã nhiều năm nay. Giờ ta đã có tuổi nên muốn được ngồi bên lò sưởi ấm. Các cậu đi phiêu lưu một chuyến. Ai kiếm được một con ngựa đẹp nhất trên đời này mang về cho ta, sẽ được hưởng nhà xây và sẽ phụng dưỡng ta tới khi ta nhắm mắt xuôi tay. Này, Hành Ngố, chú ở lại đây nhé. Ngờ nghệch như chú, chưa ra khỏi làng chắc đã bị bọn cướp lấy sạch đồ rồi. Sao kiếm nổi lấy một con ngựa cơm chứ? Từ nhỏ em chưa ra khỏi làng bao giờ, em cũng muốn đi chu du thiên hạ, cho biết đây biết đó. Kệ nó, chúng mình đi thôi. Hành Ngố chỉ làm vướng chân chúng mình thôi. Ừ, đi thôi.
trời ơi, mình đang ở đâu thế này? Mình bị hai anh bỏ rơi ở đây một mình. Thế này thì mò đâu ra được ngựa? Hành Ngố ơi, anh muốn có một con ngựa đẹp chứ gì? Giờ thì theo tôi sẽ cho anh một con ngựa đẹp mà trong đời anh chưa bao giờ trông thấy. Ai đấy? Tôi đây. Anh ngước nhìn lên đi. Trời ơi, mèo biết nói. Mèo biết nói thì làm sao mà hoảng lên thế? Có muốn một con ngựa đẹp không thì theo ta. Cứ thử đi theo nó xem sao. Trời ơi, tòa lâu đài đầy mèo. Ngon quá, ăn no căng cả bụng. Giá như được thế này mãi thì thích nhỉ. Muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Của đâu mà cho anh ăn mãi thế này được. Nào, đi làm việc thôi. Đi làm việc à? Thì đi. Đóng cửa sau nhà ấy, anh ra bổ hết cho tôi. Giờ anh đi cắt cỏ ở đồng và tải ra cho cỏ khô nhé. Nhưng tôi vừa bổ củi xong mệt quá. Thấy anh có muốn con ngựa đẹp nhất đời không nào? Thôi được. Tôi đi ngay đây. Tôi cắt cỏ và phơi cỏ xong rồi. Giờ hãy đưa con ngựa ra đi. Chưa được đâu. Chú phải làm cho ta một việc nữa. Đây là cột, kèo, ván đều bằng bạc. Dụng cụ như rìu. Thước vuông và những thứ cần thiết khác cũng đều bằng bạc cả. Chú hãy làm cho ta một ngôi nhà đi. Xong rồi đấy, đẹp chưa nào? Giờ tôi có thể lãnh ngựa về được chưa? Đi đâu mà vội, cứ từ từ ta đã nào. Mèo đốm cứ giữ Hành Ngố ở lại làm việc cho mình mãi. Quanh đi quẩn lại đã 7 năm trôi qua, mà cứ tưởng chừng mới nửa năm. Này anh đã làm việc cho ta rất chăm chỉ. Giờ có muốn đi xem ngựa không? Muốn quá đi chứ. Trời, con ngựa mới béo đẹp làm sao? Bộ lông mới mượt mà làm sao? Nhìn nó mà tim mình cứ rộn ràng cả lên. Giờ anh cứ đi người không về nhà. 3 hôm nữa, chính tôi sẽ mang ngựa đến cho anh. Được. Thế là, Hành Ngố cứ thế tay không về làng trong 7 năm làm việc cho mèo đốm. Mèo chẳng may cho Hành áo mới, bắt chú mặc nguyên chiếc áo cũ đã rách bươm và ngắn củng cẩn mà về. Hành Ngố, ngựa mày đâu? 3 ngày nữa mới tới. Em đã làm việc suốt 7 năm cho mèo đốm, mới có được một con ngựa vô cùng đẹp. Mèo đốm hứa 3 ngày nữa nó sẽ đưa tới đây. Hành Ngố ơi là Hành Ngố. Chú bị con mèo đốm gì đó lừa rồi. Đến bộ quần áo lành lặn, nó còn chẳng may cho chú nữa là. Chú rách nát như tên ăn xin thế kia, thì ngồi ăn dưới đất là đúng rồi. Các anh không cho mình ngủ chung vì mình rách rưới. Thôi kệ, có chỗ ngủ là tốt rồi. Chào anh, em chính là mèo đốm đây. Nhờ anh đã làm việc cho em với lòng tin cậy vô tư trong sáng mà lời nguyền của ngũ phù thủy đã được giải. Em đã được trở lại làm người. Ôi trời, Hành Ngố cứu công chúa thật sao? Đây là con ngựa mà ta trả công cho Hans. Ta chưa thấy con ngựa nào bước vào sân nhà ta lại đẹp bằng con ngựa ấy. Ta sẽ để lại cối xay gió cho Hans. Bác cứ giữ lấy cối xay gió. Ta sẽ đưa Han về sống cùng ta trong lâu đài bạc mà Han đã làm. Cảm ơn tấm lòng của công chúa, nhưng nàng có thể ở lại cối xay gió cùng ta được không? Ta muốn phụng dưỡng bác thợ xay bột những năm tháng tuổi già. Ừ, nếu anh muốn vậy thì sẽ như vậy. Hành Ngố và công chúa lấy nhau. Nàng ở lại cối xay gió và nấu những món ăn ngon lành. Họ sống thật đầm ấm và hạnh phúc mãi về sau. Công chúa dưa hấu. Ngày xưa, tại một ngôi làng nọ, có cặp vợ chồng nông dân tốt bụng, hiền lành, nhưng không có con. Một ngày, bà lão ra sông giặt áo, chợt nhìn thấy một quả dưa rất lớn đang trôi về phía bà. Ôi, trời nắng thế này mà có quả dưa này
giái khác thì mát lắm đây, phải mang về cho ông ấy thưởng thức mới được. Quả dưa to quá bà nhỉ. Ủa, nó tự nứt ra kìa bà ơi. Một đứa trẻ. Có lẽ đây là món quà thần linh ban tặng cho chúng ta đấy ông ạ. Chúng ta sẽ đặt tên con bé là Urico nhé. Những người hàng xóm kéo đến để chúc mừng vợ chồng ông lão tốt bụng. Ai cũng hết lòng khen ngợi cô bé Urico xinh xắn, đáng yêu. Urico càng lớn càng xinh đẹp. Cô bé có tài dệt vải vô cùng khéo léo. Những tấm vải do cô dệt đều được bán rất chạy. Urico rất tốt bụng, luôn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Tiếng lành đồn xa, tin tức về cô gái đã đến tai vị thành chủ trẻ tuổi. Người hãy đi chuẩn bị, ta sẽ đến ngôi làng đó để gặp cô gái ấy xem sao. Vâng, thưa thành chủ. Xin hãy bán cho tôi một mảnh vải. Vâng, anh muốn mua mảnh vải nào ạ? Tôi không có đủ tiền, nhưng tôi rất muốn mua một mảnh vải tặng mẹ nhân ngày sinh nhật. Cô có thể bán chịu cho tôi một mảnh được không? Thôi được, tôi sẽ bán chịu cho anh mảnh vải này. Mong rằng mẹ anh sẽ có một ngày thật vui vẻ. Hay, anh ta như vậy lấy gì đảm bảo anh ta sẽ trả cơ chứ? Cảm ơn cô. Cô không sợ tôi sẽ quỵt tiền của cô sao? Tôi tin một người luôn nghĩ cho mẹ mình sẽ không làm những điều như thế. Ta chính là thành chủ cai quản vùng này. Nàng quá thật là một người con gái xinh đẹp, hiền hậu. Người là thành chủ sao? Đúng vậy, ta nghe danh nàng đã lâu, đến nay mới được gặp, thì quá đúng như lời đồn. Nàng có bằng lòng làm vợ ta không? Vậy là Urico và thành chủ đã hẹn ước với nhau chờ ngày thành hôn. Ai nấy đều vui mừng cho họ. Trong khu rừng gần ngôi làng, có một con quỷ tên là Amanozaku vô cùng xảo quyệt. Ngày mai là ngày Urico và thành chủ kết hôn rồi. Urico đúng là cô gái mà thần linh cử đến. Cô ấy sẽ mang lại may mắn cho ngôi làng của chúng ta. Urico, các người hãy chờ xem. Ta không để cho các người được toại nguyện đâu. Ba mẹ phải đến nói chuyện với trưởng thôn. Gần đây quỷ Amanozaku xuất hiện ở làng ta. Con ở nhà cẩn thận, đừng mở cửa cho người lạ nhé. Vâng, thưa ba mẹ. Bọn chúng giăng bùa trên cửa, phải dụ con bé mở cửa ra mới được. Con ơi, con mau mở cửa cho mẹ. Mẹ về sớm thế sao? Vâng, con ra ngay đây ạ. Ra đây với mẹ đi con. Ra ngươi chính là Urico mà bọn chúng vẫn ca tụng. Nhưng từ giờ, ngươi sẽ phải phục tùng ta. Ta sẽ không bao giờ làm theo ý ngươi đâu. Không phải ngươi muốn là được. Ta có thể nhìn thấu vào suy nghĩ của người khác, lợi dụng những ý nghĩ xấu xa của người đó để điều khiển họ. Ngươi sẽ không làm được điều đó với ta. Ngươi cứ chờ xem. Không thể nào. Nó không có ý nghĩa xấu nào cả sao? Nếu vậy thì ngươi sẽ chết đói trong khu rừng này. Còn ta sẽ trở thành vợ của thành chủ. Urico, con đã chuẩn bị xong chưa? Thành chủ sắp tới rồi. Dạ, con đã xong hết rồi, thưa ba mẹ. Ôi, con gái của chúng ta thật là xinh đẹp. Nàng có thấy vui không? Thiếp rất vui, thưa thành chủ. Chàng hãy đưa thiếp về phủ đi. Con quỷ đã hóa thành ta rồi sao? Thành chủ và dân làng sẽ gặp nguy mất. Xin thần linh đừng để cho âm mưu của con quỷ thành công, gây tai họa cho những người vô tội. Sau lời cầu khẩn của Urico, những chú quạ liền bay đến gần đoàn rước kiệu của thành chủ. Thật đáng thương làm sao? Nàng Urico thì bị trói trong rừng, còn quỷ Amanozaku lại được ngồi trong kiệu. Sao? Quỷ Amanozaku ở trong kiệu ư? Mấy con quạ đáng ghét là mình lộ tẩy rồi. Mau bắt con quỷ đó lại. Thả ta ra, mau thả ta ra. Thành chủ vội vã chạy vào rừng giải cứu Urico và đưa nàng về nhà.
Thật may là con vẫn bình an. Uriko của chúng ta luôn được thần linh phù hộ mà. Lễ cưới của họ diễn ra vô cùng náo nhiệt. Thành chủ đã rước Uriko về phủ và họ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi. Gia đình người thợ đóng giày. Cả tuần nay không có khách, trời lại rét mướt thế này. Sáng vợ nói cả nhà chỉ còn mỗi một ổ bánh mì, không biết những ngày tới sẽ sống bằng gì đây. Cậu ta sẽ chết cống mất. Không lẽ... Không được. Mình phải dìu cậu ta về mới được. Chứ ở đây thì chết lạnh mất. Mình lấy cho cậu ta thứ gì đó để ăn đi. Cậu ta sắp chết đói và rét đến nơi rồi. Anh có biết nhà mình chỉ còn một ổ bánh mì cho bữa tối nay chứ? Chúng ta không ăn một bữa có sao đâu. Còn cậu ấy, có lẽ đã nhịn đói mấy ngày nay rồi. Nếu không được ăn, cậu ấy sẽ chết đói mất. Cậu mau ăn đi. Thôi nào các con, lúc này cậu ấy cần được ăn hơn chúng ta. Lẽ nào cậu ấy bị... Cậu ấy bị thiểu năng trí tuệ, thật tội nghiệp. Tuyết cứ rơi nhiều thế này, biết lấy gì ăn. Trong nhà chỉ còn một ít bột mì nữa thôi anh à. Phần con nữa. Thôi nào, các con sẽ có phần hết. Thế mà, mình cứ tưởng cậu ta là người vô gia cư, phải đến ngay đồn cảnh sát thông báo mới được. Thành thật vô cùng cảm ơn anh chị. Nếu không có anh chị, thì thật không biết con chúng tôi sẽ thế nào. Đó là điều nên làm. Chúng tôi cũng rất vui mừng khi cậu ấy tìm lại được gia đình của mình. Chúc mừng ông bà. Được biết anh là thợ đóng giày giỏi, tôi rất lấy làm vinh hạnh. Muốn mời anh đóng giày cho toàn bộ công nhân của nhà máy tôi hàng năm. Anh có thể đồng ý chứ? Tất nhiên rồi, thưa ngài. Tôi sẵn sàng. Chính lòng tốt, không chút toan tính của gia đình Simon đã mang đến cơ may và nguồn sống mới cho họ trong lúc khó khăn nhất. Cuộc sống luôn mang đến những điều tốt đẹp cho những người biết chia sẻ và yêu thương người khác. Khỉ con ngốc nghếch. Mẹ ơi, mẹ ốm thế này rồi thì ở nhà đi ạ. Không được đâu, mẹ phải đi. Nhà mình chẳng còn gì để ăn nữa rồi. Hai hôm liền con chưa được ăn bữa nào no bụng rồi. Mẹ đang ốm vậy, con không thể để mẹ ra ngoài được. Lần này con sẽ đi mẹ ạ. Xin mẹ hãy tin tưởng ở con. Nhưng chân con như vậy, làm sao có thể trèo cây hái quả được? Sẽ rất nguy hiểm. Không sao đâu mẹ, nhất định con sẽ tìm được cách.
Wow, nhìn đã chín chưa kìa, tuyệt quá đi. Ây da, của tôi, của tôi. May quá, có quả rơi ngay dưới đất cho mình này, đỡ phải leo lên cây rồi. Của tôi, của tôi. Này, cậu ta không lấy quả to mà lại nhặt quả bé kìa. Có phải cậu ta bị ngốc không? Xem kìa, cậu ta có một cái chân bé tí tẹo. Chân bé tí, não cũng bé tí luôn. Đúng là đồ ngốc. Phải thử cậu ta thì mới chắc được. Đúng đấy, thử đi. Này cậu kia, chào các bạn. Tớ có hai trái này, cho cậu một trái. Cậu chọn trái nào? Tôi chọn trái này. Đúng là cậu ta ngốc thật mà, buồn cười quá đi mất. Thử lại một lần nữa nhé. Trong hai quả này, cậu chọn quả nào? Quả này. Sao lại có đứa ngốc nghếch thế cơ chứ? Mẹ ơi, mẹ ơi, con về rồi. Mẹ xem con kiếm được nhiều trái cây chưa này. Mẹ ơi, mẹ ăn đi cho chóng khỏi ốm. Ôi, sao con kiếm được nhiều thế? Con của mẹ giỏi quá. Nhà cậu ta đây này, gọi cậu ta ra đi. Khỉ con ơi. Ồ, tớ đây, có chuyện gì thế các bạn? Tớ cho cậu một trong hai chùm này, cậu chọn đi. Mình thích chùm này, thích chùm này. Đấy, thấy chưa? Đúng là khỉ con ngốc nghếch, ngốc quá. Ôi, cậu đúng là đồ ngốc. Bạn khỉ còi đây rồi. Chào hai bạn thỏ. Các bạn tìm tôi ư? Để xem nhé. Chúng mình cho cậu một củ đấy. Cậu chọn củ nào? Mình thích củ này. Đấy, đúng là ngốc mà. Buồn cười chết mất. Tôi đến nhà khỉ con rồi. Đúng là cậu ta ngốc lắm. Cậu ta chọn cây bắp cải nhỏ chứ. Tớ không tin trên đời lại có kẻ ngốc như thế. Tớ phải đi hái quả để thử cậu ta thì mới tin được. Cho bạn một chùm đấy, bạn chọn đi. Thấy chưa, giờ thì các bạn tin chưa? Chúng tớ cũng có trái cây cho cậu này. Cậu thích trái nào? Ra là ngốc thật. Sao lại đi chọn củ bé chứ? Quả đúng là cậu ta ngốc thật. Cậu ấy đúng là ngốc nhất khu rừng này. Mẹ ơi, ăn tối thôi. Khỉ con à, rõ là trái to ngon hơn. Sao con cứ thích trái bé? Để các bạn cười nhạo là khỉ còi ngốc nghếch như vậy hả con? Mẹ ơi, các bạn cứ cười con ngốc, nhưng các bạn ấy mới là kẻ ngốc. Sao lại thế? Mẹ nhìn xem, họ ngốc vì nghĩ con là kẻ ngốc, nên mới kiếm về cho mẹ con ta bao nhiêu là thức ăn thế này. Con chẳng cần mất sức đi tìm nữa. Con của mẹ thật là thông minh. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.